Hai mọi người, như đã hứa với mọi người thì ngày hôm nay Trúc đã có một cái bữa cơm ăn với canh chua và cá kho cùng với trái bần. Đây là cái canh chua cá lóc mà Trúc đã nấu với lại trái bần nè. Còn cái này là cá lóc kho. Trúc đã bỏ cái trái bần vào trong đây và nấu chín nó luôn rồi. Bây giờ mình sẽ dầm nó ra và có một cái dĩa rau để mình chấm kèm. Nói mà nước miếng nó chảy quá. Nếu như mà mọi người chưa ăn tối thì ngay bây giờ đây hãy cùng bới cơm và ăn tối với Trúc nha. Mời mọi người. Để mình dầm cái trái bần này ra. Bỏ nguyên một trái vô kho luôn á mọi người, có chung với cá luôn đó. Thử một miếng nước xem nào. Ngon quá vậy. Mời mọi người. Cái canh chua mà nấu với bần á thì chúng thấy nó cũng bình thường thôi, kiểu như mình thay cái trái bần thay cho trái me. Nhưng mà còn cái trái bần mà kho với cá và nè, chút theo hướng dẫn đó là chút bỏ nguyên cái trái bần vô luôn nè. Giờ nhìn nó giống như cái miếng cà mà đã xào, cà tím đã xào. Đó, mình quậy cho cái cơm bần nó hòa vô trong cái nước cá kho nha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy rau mình chấm. Ở đây có anh chị nào người miền Tây không, cho em biết là em ăn vậy là đã đúng chưa ạ? Trời ơi ngon quá. Mời mọi người. Lạ miệng quá mọi người. Bây giờ mình sẽ ăn miếng cá kho thử xem. Chút mua có một con cá chút xíu à. Mà chút nấu được hai món á. Cá nó cũng chua chua ngon lắm. Được nha. Nhà có mình nè mọi người. Nên nấu cái gì cũng có một chút xíu á. Có người không hiểu nói mình hà tiện, nhưng mà nấu nhiều quá không ai ăn phụ chút quá, bỏ làm ăn tội mọi người ơi. Chấm vô. Tuyệt vời. Mọi người nên thử món cá kho với trái bần nha. Xuất sắc lắm luôn. Ô trời ơi. Ăn này hao cơm á. Những lúc như vậy á, Trúc chỉ ước là có ai đó ăn cùng. Đồ ăn ngon mà thiếu bạn hiền. Cá lóc kho thì nó cũng bình thường thôi mọi người. Nhưng nó lạ ở cái chỗ là cái vị chua của trái bần á, nó quện với nước cá kho. Ngon lắm. Mọi người có thể bỏ ớt nhiều một chút, bỏ tiêu nhiều một chút.
Bỏ hành nhiều một chút, nhưng mà bỏ trái bần, bỏ một trái thôi nha. Nãy chú định bỏ hai trái á, nhưng mà chú nghĩ hai trái chắc nó chua dữ lắm nên là chú bỏ một trái thôi, mà trái to, với lại chú kho ít cá đó nên là một trái to được rồi. Mình phải múc một miếng bần mình chan vô cơm. Lần này thì không biết là mình ăn đúng kiểu chưa. À, mấy anh chị nào mà đã từng ăn cái món cá kho với trái bần hoặc là ăn canh chua bần á thì cho chút biết với nha. Mình thử một miếng cá luộc nè, cái đầu với cái đuôi mình nấu canh, còn cái phần thân giữa thì mình kho. Cái chua nó thấm vô thịt cá luôn á. Cái nước canh nó đục chứ nó không có trong nha mọi người. Cái nước canh nó đục chứ nó không có trong nha. Do cái cơm bần á, nó khi mà mình nấu trái bần lên á là nó sẽ tan ra. Cái vị chua rất là dễ chịu. Một lưu ý cho những ai mà muốn nấu cái món canh bần này. Một á là mọi người có thể bỏ cái nguyên cái trái bần vô lúc nước sôi, rồi sau đó mới mọi người mới thả cá vào luộc. Nhưng mà mọi người nhớ là phải vớt cái hột bần ra nha. Chứ nếu ăn thì nó sẽ lấn cấn và nó rất là nhiều cái hột. Cách thứ hai là mọi người có thể nấu nước sôi và chần cái trái bần đó cho nó tan ra trong nước, rồi lấy cái nước cốt bần đó đó mình bỏ vào đây mình nấu nha. Có hai cách, nhưng ngon nhất vẫn là kho cá. Tuyệt vời mọi người ơi. Về miền Tây á, đủ loại đồ ăn ha, món lạ lạ ngộ ngộ không. Có dịp mình cũng sẽ làm một chuyến miền Tây. Mình rất là thích miền Tây. Người miền Tây thì chân chất thật thà, mà đồ ăn miền Tây thì ngon bá cháy. Quá trời ngon. Còn một món ăn ngon với trái bần nữa, đó là cái trái bần này mình sẽ dầm với lại nước mắm, làm như nước mắm me gì đó để mà mình chấm cá lóc cuốn bánh tráng. Thì bữa sau mình sẽ làm món này, mọi người chờ ha. Còn bây giờ thì bye bye mọi người, hẹn mọi người vào những video sau. Nếu có món gì ngon thì hãy gợi ý cho Trúc ở bên dưới comment nha. Cảm ơn mọi người.